Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 6 tây sáng 6 và kính chúc quý vị có một ngày bình yên. Thưa quý vị liên quan đến tình hình nội chính ở Việt Nam thì đúng như lời đồn, đặc biệt là trên mạng xã hội đó và nhất là trong đó có một nhân vật là cô gái đồ long cách đây hơn một tuần cũng đưa ra những cái lời dự đoán nửa chừng đó, nói về nhân vật sẽ trám vào chiếc ghế trống của Bộ trưởng Công an. Thì ông Lương Tam Quang ngày hôm nay được người ta gọi là thân tín hay là nói theo một cách dân giả là đệ tử ruột của ông Tô Lâm đã được quốc hội chính thức bầu làm người thay thế ông Tô Lâm ở vị trí là Bộ trưởng Công an. Theo báo Công an Nhân dân cũng như hàng loạt truyền thông ở Việt Nam đăng tải, Thượng tướng Lương Tâm Quang, 59 tuổi, từ ghế Thứ trưởng bây giờ được cất nhắc lên Bộ trưởng Công an sau khi ông Phạm Minh Chính được cho là đã đề nghị quốc hội hãy phê chuẩn. Đáng nói là ngay sau khi ông Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước thì cũng chính Thủ tướng Chính đề nghị ông Trần Quốc Tỏ là em trai ông Trần Đại Quang là cố chủ tịch nước tạm điều hành Bộ Công an nhưng vụ tạm quyền này chỉ kéo dài được nửa tháng. Theo truyền thông thuật lại thì có 455 trong số 455 coi như là tuyệt đối đó những cái vị đại biểu của quốc hội có mặt tại nghị trường đã nhấn nút tán thành việc ông Quang làm bộ trưởng. Và chiều ngày 6 tháng 6 thì Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm cho hai vị trí. Một là Phó Thủ tướng là ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ông Tô Lâm có nói một cái ý như thế này nè. Thượng tướng Lê Tam Quang là cán bộ ưu tú của đảng, nhà nước của lực lượng công an và Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng là ông Lương Tam Quang sẽ dẫn dắt bộ công an và hoàn thành những cái vai trò của đảng, nhân dân và nhà nước giao phó. Có một chi tiết nữa, một ngày trước khi ngồi vào ghế trống của ông Tô Lâm, thì ông Lương Tam Quang được ghi nhận là tiếp giới chức Bộ Nội An của Mỹ vào hôm ngày 5 tháng 6 ngay tại Hà Nội. Tường thuật lại cuộc gặp này, thì báo Công an Nhân dân cho biết, ông Quang đã đề nghị với phía Mỹ về việc tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống khủng bố qua đường hàng không. Và việc ông Quang được đại diện bộ công an để tiếp giới chức cao cấp của bộ nội an hoa kỳ trước khi mà được chính thức được quốc hội chỉ định bổ nhiệm và bầu vào ghế bộ trưởng đó cho thấy ông quang đã được ông tô lâm tín nhiệm cao để cho ngồi vào chiếc ghế mà người ta nói là khá là quyền lực quyền lực nhất sau tứ trụ và ngoài lương tam quang hai đệ tử ruột khác của ông tô lâm cũng được cất nhắc vào những cái vị trí cao ví dụ như ông Tô Ân Sô và ông Nguyễn Duy Ngọc ông Sô thì được điều động về phủ chủ tịch trong lúc ông Ngọc thì được điều động sang làm chánh văn phòng trung ương đảng và giới quan sát cho là với những cái việc mà bổ nhiệm như thế này cho thấy là quyền lực của ông Tô Lâm đang thắng thế một cách tuyệt đối Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm đã trở nên rất có quyền lực trong cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề khởi xướng. Cũng chính Bộ Công an đã tiến hành các cái cuộc điều tra nhắm vào hai tập đoàn là Phúc Sơn và Thuận An. Và cũng từ cái cuộc điều tra này mà hai nhân vật tứ trụ là ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ông Chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ đã phải ra đi. Đó là câu chuyện liên quan đến tình hình nội chính. Và cũng một số người quan sát về tình hình ở Việt Nam cũng nói rằng trong thời gian vừa qua, chính trường Việt Nam có một số những cái rung lắc, có một số những cái xáo trộn, nhưng mà nay đang dần đi vào cái chuyện ổn định khi mà cất nhắc những cái nhân vật ngồi vào những chiếc ghế quan trọng. thì cùng với cái thời điểm mà chính trường Việt Nam rung lắc như vậy, thế giới cũng đã có rất nhiều những cái bài viết và giới quan sát về cái câu chuyện này. thì đồng thời giới quan sát cho rằng ở thời điểm đó đó đã nổi lên hiện tượng uh, sư thích minh uh, thích minh tuệ làm cho rất là nhiều người dân Việt Nam đã theo dõi và giảm bớt cái sự chú ý vào tình hình chính trường Việt Nam và đến hiện nay câu chuyện về sư Minh Tuệ hiện đang ở đâu hay là mất tích một cách bích bí ẩn hay là ngôi sao Minh Tuệ đã hoàn toàn dập tắt đó vẫn là câu hỏi rất lớn trong người dân Việt Nam nhưng người ta vẫn nói rằng giá như cuộc đám đông quần chúng mà không đi theo và gây ra cái sự ồn ào như vậy thì có lẽ nó đã không có ảnh hưởng đến cái cuộc đời tu hành của ông Minh Tuệ và trong cái xu hướng đó đó người ta nhìn thấy là cái chuyện mà sùng tính quá mức đối với một bộ phận người dân Việt Nam á, vẫn đang xảy ra. Câu chuyện ngay sau đây thanh niên vừa thuật lại, thưa quý vị, cho thấy là có những cái chuyện lừa đảo mà một sức rất, rất là đơn giản. Ví dụ như lừa bán những cái lá bùa ngải để mà giữ vợ, giữ chồng nhằm chiếm đoạt tài sản. Vậy mà với cái hình thức này, thưa quý vị, nhân vật đang thấy trên màn hình là Nguyễn Văn Kiên, 37 tuổi, được xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo ở Nghệ An mà đã lừa được người dân lên đến 81 tỷ đồng. Và bây giờ công an đang bắt trọn một gia đình trong cái đường dây này là nghi phạm Nguyễn Văn Kiên cùng với vợ và mẹ đó. Thì trong thời gian qua họ sử dụng rất nhiều những cái số điện thoại, ghi danh nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, Telegram và rao bán các cái loại bùa ngải như là bùa giữ người yêu, bùa giữ vợ giữ chồng, bùa ghét rồi bùa nghe lời bùa làm ăn giá dao động khoảng 10 triệu đồng cho mỗi lá bùa sau khi có người kết nối order đặt mua đó thì các nghi phạm này sẽ làm bùa từ ngải cứu gừng muối lá thảo rồi chuyển cho người mua và nhưng mà thực tế thì những cái lá bùa như thế này hoàn toàn không có một tác dụng gì như những lời quảng cáo và bằng cách đó thì công an xác định là đường dây này đã lừa đảo người dân đó từ năm 2018 cho đến nay và trải dài khắp cả nước với số tiền lên đến 86 tỷ đồng và bây giờ công an ở Nghệ An họ đang kêu gọi bất kỳ ai là nạn nhân của cái đường dây bán bùa ngải không có giá trị như thế này trải dài cả nước đó hãy trình báo và để được giải quyết đó là câu chuyện liên quan đến Việt Nam trong khi đó ở thế giới thưa quý vị ngày hôm nay ở Pháp có cái sự xuất hiện của Tổng thống Biden cũng như Tổng thống Pháp Macron và những cái nguyên thủ quốc gia khác để kỷ niệm 80 năm ngày đồng minh đã đánh bại đạo quân phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến xuất hiện trong cái buổi lễ tưởng niệm đó thì tổng thống biden đã có nhắc sức nhiều những cái ý về giá trị của nền tự do giá trị của nền dân chủ và đặc biệt là ông nhắc đi nhắc lại là thế giới không thể bỏ quên Ukraine lúc này. Thế giới không thể để cho Ukraine thua trận. Cái ý tưởng đó hoàn toàn không có thể hình dung được và nếu như mà Nga thắng thì chuyện này sẽ vô cùng nguy hiểm đến cái an ninh an toàn của Âu châu. Ông Biden cũng nói lên cái giá trị và sức mạnh của đồng minh. Ông nói rằng chủ nghĩa cô lập không phải là cách trả lời của cái câu chuyện cách đây 80 năm và bây giờ câu trả lời đó vẫn nguyên vẹn ngày hôm nay và thực sự những gì mà đồng minh đã làm nó thể hiện rất là rõ giá trị của đồng minh thực sự đó cùng sát cánh với nhau để đánh bại những cái đạo quân phát xít và bất kỳ kẻ thù nào trên thế giới và ông nhắc lại cái câu chuyện bằng cái lời phát biểu tự do nó có cái giá của nó dân chủ có cái giá của nó những cái giá trị của nước mỹ vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay và cho nên chúng ta không thể đầu hàng những cái kẻ đi bắt nạt người khác ông đang ám chỉ nga và ukraine và trong những cái dòng thời sự ngày hôm nay cả thế giới đều đang chú ý nhất là sự kiện ông biden đến thăm lại nghĩa trang nơi những người lính đã tử trận trong đệ nhị thế chiến. Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã đăng tải những cái đoạn video này kèm theo những cái lời phàn nàn của các cựu quân nhân thưa quý vị để mà bày tỏ cái sự đối lập giữa người tiền nhiệm với ông đó là cựu tổng thống Donald Trump năm 2018 cũng tới Pháp nhưng không tới thăm nghĩa trang của những người lính đã tử trận trong đệ nhị thế chiến và ông Trump đã gọi những người lính này là những kẻ thất bại thảm hại sucker and loser thì đó cũng là một trong những cái chiến lược mà chiến dịch tranh cử của Biden đã tranh thủ đưa ra vào ngày hôm nay. Nhưng trong cái sự kiện rất là nổi bật và thu hút sự chú ý của cả thế giới thì đảng cộng hòa toàn quốc ở trong nước mỹ đây thưa quý vị đã post lên trên mạng xã hội twitter bây giờ là mạng x một cái hình ảnh mà họ cho là một cái hình ảnh rất là lượm thượng rất là đáng xấu hổ của đương kim tổng thống biden họ chỉ trích từ một cái cử chỉ của ông biden quý vị đang thấy trên màn hình sau khi bắt tay ông tổng thống pháp ông macron và đứng kế người vợ của mình là đệ nhất phu nhân jill biden thì ông biden có vẻ như đang khung người xuống và tìm ký một cái ghế để mà ngồi nghỉ chân nhưng mà chỉ những cái hình ảnh như vậy thôi bên phía đảng cộng hòa đã rao rao chỉ trích và nói rằng người dân mỹ hãy nhìn kỹ đi hình ảnh của một vị tổng tư lệnh và đại diện cho nước mỹ trên chính trường của thế giới mà lại có một cái biểu hiện ngớ ngẩn và yếu đuối như vậy đó là sự chỉ trích ở bên phía đảng cộng hòa và càng đến gần bầu cử thì đảng cộng hòa hoặc là đảng dân chủ vẫn tìm mọi lý do và mọi hình ảnh để cáo buộc và tấn công đối thủ của nhau thì đó là câu chuyện liên quan tới đương kim tổng thống trong khi đó cũng ngày hôm nay thưa quý vị. Ông Tổng thống Vladimir Putin của Nga cũng tranh thủ xuất hiện trong một cái diễn đàn kinh tế thế giới ở St. Petersburg và ông đã chỉ trích rất nhiều đối với Mỹ và phương Tây trong cái việc là tiếp tục rót vũ khí cho Ukraine. Ông Putin có nói cái ý là nhận được lá thư của ông Biden đề nghị là chấm dứt chiến tranh. Ông Putin nói đơn giản lắm, Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh phải không? thì hãy chấm dứt việc rót vũ khí cho Ukraine và đợi khoảng 2 3 tháng thì chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng mà cái điều quan trọng trong cái cuộc trả lời báo chí ngày hôm nay, ông Putin có nhắc về cựu tổng thống Donald Trump. Ông nói rằng ông không có cái mối quan hệ gì đặc biệt với lại ông Trump hết á. Và cái điều này nó cũng tương đồng với những gì mà điện Kremlin đưa ra. Quý vị nhớ ông Trump từ hồi tháng trước cho đến ngày hôm qua vẫn vậy, ông vẫn nói rằng nếu như ông đắc cử làm tổng thống 47 Putin sẽ làm một cái điều duy nhất chỉ cho tôi và cho tôi mà thôi. Đó là phóng thích ký giả của Wall Street Journal đang bị bên phía Nga giam giữ. Ông Putin ngày hôm nay nói tôi không có mối quan hệ gì với ông Trump hết. Tôi cũng chưa có bất kỳ có cái cuộc trao đổi nào với ông Trump về cái chuyện phóng thích tù nhân. Và nếu mà có cái chuyện phóng thích hay là trao đổi tù binh á, thì dứt khoát cái việc trao đổi đó nó phải có lợi cho phía Nga đó là ý thứ nhất. Ông Putin nói cái ý thứ hai là đối với nước Nga đó là Mỹ ai có lên làm tổng thống thì cũng vậy à, nó không có thay đổi cái mối quan hệ gì với Nga hết á à. và mối quan hệ giữa hai nước đã có quá nhiều vấn đề Ông Putin nhắc lại là thời ông Trump làm tổng thống đó đã có áp những cái lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với Nga và thậm chí ông Trump đã rút khỏi hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga căng thẳng tột độ và dẫn đến ngày hôm nay Nga đã gọi Mỹ là kẻ thù là xuất phát sau khi ông Putin đưa quân vào xâm lăng Ukraine. Cho nên trong cái thời gian vừa qua khi mà ông putin nói với thế giới là ông đang kỳ vọng là ông biden thắng tổng thống đó, cái cuộc bầu cử tổng thống giới quan sát đã hoài nghi về câu trả lời này bởi vì ông biden là kiến trúc sư trưởng trong việc là dẫn dắt mỹ và phương tây viện trợ vũ khí cho ukraine biden đã gọi putin là kẻ độc tài kẻ phạm tội ác chiến tranh trong khi đó cựu tổng thống trump đã gọi ông putin là thiên tài cho nên cái câu phát biểu của ông putin người nào làm tổng thống mỹ cũng như vậy à nhưng mà ông ấy kỳ vọng là ông Biden sẽ đắc cử tổng thống. Nhiều người hoài nghi về cái tính chân thực trong cái lời nói đó. Và một cái phát biểu cũng rất là quan trọng của ông Putin liên quan tới cái bản truy tố và cái bản và cái lời tuyên án của bồi thẩm đoàn ở Maine thưa quý vị. Tuần vừa rồi sự kiện cựu tổng thống Donald Trump đã bị tuyên có tội trong 34 tội danh của cái vụ truy tố ở Manhattan trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniels. Đây là sự kiện đã đi vô lịch sử của nước Mỹ như chúng tôi đã thưa. Ông Putin cũng nói như vậy. Ông nói là cả thế giới nhìn vô cái bản án này. Và cả thế giới đều thấy rằng nước Mỹ vẫn thường rêu rao về tự do và dân chủ. Nhưng có lẽ với cái việc truy, có việc mà tuyên án cựu tổng thống Trump ở Manhattan chứng tỏ là nền dân chủ của nước Mỹ có vấn đề. Và chính phủ đương nhiệm đã sử dụng hệ thống tư pháp để mà tấn công đối thủ chính trị của mình. Lời nhận định này của ông Putin nó đúng nghĩa là eco nó vang vọng những gì mà ông Trump vẫn thường xuyên nói trong suốt 6 tuần diễn ra phiên tòa và cho đến ngày hôm nay thưa quý vị. Thì một nhân vật là chuyên gia về Nga trước đây ở trong tòa Bạch Ốc là bà Fiona Hill. Trước khi mà ông Putin lên tiếng ngày hôm nay nè, bà đã cảnh báo với nước Mỹ rằng có thể tổng thống Nga sẽ sử dụng bản án truy tố ông trump để làm nêu bật lên cái sự uh, tố cáo và bôi nhọ uy tín của mỹ trên chính trường thế giới đặc biệt là trong vấn đề về dân chủ đó là câu chuyện uh, của ông putin và quý vị cũng nhớ rằng trong suốt cái thời gian cầm quyền ông putin đã sử dụng hệ thống tòa án để mà bỏ tù những cái đối thủ chính trị của mình. Người ta tính là sơ sơ có khoảng 1.000 người đã bỏ tù về những cái lý do về chính trị dưới thời ông Putin cầm quyền cho đến ngày hôm nay. Nhất là cái chết của ông thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny mà thế giới ngày hôm nay sẽ không có bao giờ quên. Cũng nói về cái bản án thì ngày hôm nay ông bộ cựu bộ trưởng tư pháp Bill Barr thưa quý vị cũng có nhận định ngắn ở trên Fox News ông nói rằng là chắc chắn phán quyết đối với ông Trump sẽ được kháng án sẽ được đảo ngược và cái chuyện mà tuyên án ông Trump có tội trong cái vụ ở Manhattan là một cái chuyện đáng kinh tởm đó là nhận định của ông Bill Barr mặc dù nhân vật này thường xuyên chỉ trích ông Trump kể từ ngày ông Trump rời tòa Bạch Ốc năm 2021 một câu chuyện nữa vừa diễn ra ở Quốc hội mà chúng tôi cũng muốn thưa với quý vị. Đó là sự bổ nhiệm mới nhất của ông Chủ tịch Hạ viện, là ông Mike Johnson. Kể từ sau khi ông Trump bị tuyên án ở hình, ông Mike Johnson đã hứa, đã thề với những người ở trong đảng Cộng hòa và là đồng minh của ông Trump rằng ông ấy đang có kế hoạch ba bước để mà tấn công vào những nhân vật là từ Bộ Tư pháp, công tố viên đặc biệt Chánh biện lý những ai mà truy tố ông Trump Nhưng câu chuyện đó nó không nóng bằng câu chuyện ngày hôm nay Ông Mike Johnson vừa bổ nhiệm Những người là đồng minh Là đệ tử ruột Là thân tính của ông Trump Vào hai chiếc ghế Trong một ủy ban rất là quyền lực và quan trọng Ở Hạ Viện Đó là ủy ban tình báo Những người trong ủy ban này sẽ được tiếp cận với những cái thông tin về tình báo rất là quan trọng. Trong bối cảnh Nga và Trung Quốc vẫn đang tìm nhiều cách để mà lũng đoạn và tấn công và xâm nhập vào cái nền chính trị và dân chủ của nước Mỹ, nhất là gần đến kỳ bầu cử sắp tới. Ông Mike Johnson đã bổ nhiệm hai nhân vật, đó là dân biểu Scott Perry cũng là một trong những cái tiếng nói rất là gọi là nổi bật ở trong nhóm House Freedom Caucus và một nhân vật nữa là ông dân biểu Ronnie Jackson là trước đây là bác sĩ ở trong tòa Bạch ốc dưới thời của ông Trump và ông cựu tổng thống Barack Obama thưa quý vị. Và cả hai nhân vật này như chúng tôi nói đều là thân tín với ông Trump và đặc biệt cả hai nhân vật này đã từng đưa ra những cái lời chỉ trích về Ủy ban tình báo. Vậy mà ngày hôm nay được ngồi vào chiếc ghế của Ủy ban tình báo hạ viện. Ông Perry bị FBI điều tra trong cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. FBI đã tịch thu chiếc điện thoại của ông Perry này và sau khi mà ông kiện ra tòa đó thì tòa cũng giữ nguyên quyết định y chang và nói là bởi vì ông Perry có một trong những cái mắt xích quan trọng trong những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử cho nên là phải nộp lại chiếc điện thoại trong đó có nhiều cái dữ liệu và những cái liên lạc với các đồng minh của ông sau cái cuộc bầu cử tổng thống á. và bây giờ ông vẫn đang là đối tượng bị điều tra ông Perry đã từng nói như thế này nè à, những cái cơ quan tình báo của nước Mỹ đã quá lạm quyền sử dụng cái quyền của mình để mà có thể theo dõi dọ thám trên các công dân của Mỹ và đây là một cái điều đáng bị lên án. Và ngày hôm nay một lần nữa ông được ngồi vào chiếc ghế của Ủy ban tình báo. Ông Jackson, ông dân biểu Jackson đại diện cho Texas như chúng tôi nói từng là bác sĩ trong tòa Bạch Ốc và ông này đã từng bị tố cáo cho rằng có những cái hành vi khiếm nhã thậm chí là quấy rối tình dục và bình luận cợt nhã trên các nhân viên của tòa Bạch Ốc dưới thời của ông Trump ông Jackson cũng đã từng lên án chính phủ Biden trong những cái nỗ lực để mà đối phó với đại dịch Covid-19 vốn đã làm cho một triệu người dân Mỹ phải chết một cách rất là oan ức như thế này thưa quý vị. Thì đó là hai nhân vật vừa được bổ nhiệm vô một cái ủy ban rất là quan trọng ở Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ. Câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị liên quan đến một người phụ nữ gốc Việt ở Georgia đang bị cảnh sát của tiểu bang truy nã vì đã ném bom xăng vào nhà người dân. Các nhà điều tra ở quận Westnet đang nhờ sự giúp đỡ của công chúng để tìm ra người phụ nữ quý vị đang thấy trên màn hình là bà Hồng Thị Huỳnh, 61 tuổi, bị truy nã vì liên quan đến hai vụ đốt phá được cho là dùng bom xăng để gây ra và nó diễn ra là vào hôm thứ bảy vừa rồi. Hồ sơ tòa án cho biết là người phụ nữ gốc Việt này đã dùng bom xăng để gây ra hỏa hoạn tại hai căn nhà khác nhau với ý định ám hại gia đình đang sống trong hai cái căn nhà đó. Trận hỏa hoạn tại đường Bất Kim Hâm Court đã thiêu rụi một căn nhà hai tầng và khiến những người trong gia đình đó phải tháo chạy. Có người đã bị thương nặng nhưng mà rất là may mắn không có ai tử vong từ cái vụ ám sát như thế này. Vụ cháy tại đường Turner Bridge Drive gây ra thiệt hại vừa phải cũng cho một căn nhà hai tầng và khiến sáu người trong căn nhà đó đã bị thương nhưng mà một lần nữa cũng không ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những người dân là hàng xóm của hai gia đình mà bị người phụ nữ gốc Việt ném bom xăng như thế này á, họ nói là họ căm phẫn với cái hành vi tội ác. Bởi vì những cái gia đình mà bị ám hại như thế này, họ là những người sống rất là đàng hoàng tử tế và lành tính trong khu xóm. Người cha thì đi làm và vẫn chở con cái đi học và ngay cái buổi sáng mà bị ném bom xăng như vậy, gia đình họ vừa mới rời khỏi nhà đi học và trở về nhà thì xảy ra cái câu chuyện hỏa hoạn và người phụ nữ là một người mẹ vừa đi làm và là một người nội trợ và chăm sóc gia đình rất là chu đáo. Hàng xóm nói rằng không nghĩ rằng có thể có một ai đó mà có một cái tội ác, một cái ý định độc ác khi mà ném bom xăng vào và giết người như vậy. Các cơ quan điều tra họ đang treo giải thưởng 10.000 đô la Mỹ cho ai chỉ điểm biết được nhân vật người phụ nữ gốc Việt này đang ở đâu thì có thể báo về cơ quan điều tra. Đó là câu chuyện về người Mỹ gốc Việt ở Georgia đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.